Xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới anh em một cái video để hướng dẫn anh em cách khắc phục những cây mai vàng yên tử giống mà sau khi mình trồng ấy nó nên nó không được theo ý muốn của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video để hướng dẫn trực tiếp anh em luôn. Thì trong cái quá trình mà anh em trồng cây giống thì nó nên có những cây nó anh em muốn làm cái dáng trực ấy nhưng mà tán nó lên rất là đẹp, có những cây thì nó lại không ra gì. Anh em thể thấy đây, mình trồng ấy, tất nhiên là có vài cây là nó lên không theo ý muốn và một số cây thì nó lên rất là đẹp, ví dụ như những cái cây này đây thì lên rất là đẹp đúng không, nó phân tán này sẽ đều đấy, nó đang rất là đều. Nhưng đây hay thậm chí là những cây như thế này tán lên rất là đều đúng không anh em. Thế nhưng trong một số đó thì nó có một số vài cây như thế này nên nó cứ thẳng tắp này, nó chẳng có cái gì cả. Thì tất nhiên những cây này nó sẽ thoát thân cao. Cái việc thì những cái cây thoát thân cao ấy thường thì ở thị trường ấy ít được người ta ưa chuộng hơn. Và cái thời gian mà làm một cái cây thoát thân cao để một cái bóng nó đẹp, cái cây thoát thân cao ấy bản thân nó không xấu đâu anh em nhé. Tại vì một số anh em thì cứ nhận định nó là cái cây thoát thân thấp, nó là tiêu chuẩn, thế nhưng mà không có cái nào đó là cái khẳng định như thế được. Vì mỗi người có một sở thích rất là riêng. Có người thích chơi cây thoát thân cao, có người thích chơi cây thoát thân thấp. Nhưng mà để mà làm kinh tế thì cây thoát thân thấp ấy, thì nó sẽ nhanh được thu hơn. Thì thời gian làm bóng của nó rồi là bóng tán nó dễ làm hơn và nhanh đẹp hơn. Đấy, thế nên là người ta rất là chuộng làm cái cây thoát thân thấp. Và nó cũng vào mắt hơn nhé anh em nhé. Đấy, thế là tùy từng quan điểm của mỗi người. Bản thân mình thì mình thấy là dù cao hay thấp, đấy, dù méo mó như nào, mỗi cây nó một cái vẻ đẹp riêng của nó. Không có cây nào là cây xấu cả. Chỉ do là mình có chịu làm nó đẹp lên hay không. Thì đối với cây cao như này đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em muốn xử lý rồi là có thể là tạo một cái dáng cơ bản hay là cho nó mọc tán thấp thì rất là đơn giản. Thì anh em có thể vào dây thép cho nó. À vào dây nhôm nhá. Quên lại thôi này, anh em dây thép. Đây, tôi giới thiệu các bạn đây, dây nhôm. Chúng ta quấn vào cái cây này. Chúng ta uốn nó xuống. Đây nhá, sau đây mình sẽ vào dây cho anh em xem. Và cũng có một cái hay như này anh em nhá. Đối với những cái cây nhỏ này, cây này là mình trồng được 6 tháng này. Nó nhánh nó phát triển ở trên đây là nó không có mấy này. Thì thân nó rất là dài, uốn rất là đẹp nha anh em nhá. Có một điều ấy, nếu mà anh em mà uốn cây anh em biết, thường thì nó khi cây nó cái con này mà nó dài như này thì anh em khi uốn anh em có thể tạo được nhiều co. Co là những cái vòng xoắn đấy. Với vào dây thì anh em chú ý là nên vào theo cái chiều của kim đồng hồ nhé. Thế này thì có rất là nhiều cách vào dây. Đây là mình quấn trực tiếp lên cây. Quấn trực tiếp lên cây thì bắt buộc anh em là sau tầm 3 đến 6 tháng là anh em phải dỡ dây ra ngay nhé, không là nó sẽ bị hỏng cây. Còn đối với cái cách mà chẳng hạn như một số anh em làm ấy, thì anh em có thể là dùng băng dính hay là cái dây dứa để nẹp vào bên cạnh ấy, thì cái đấy rất là tốt. Hoặc là thậm chí là dùng những cái cây tre hay là cây những cái cành kiếp cái thứ để anh em vít xuống, cắm xuống vít những cây xuống cũng rất là hay. Đấy. Hoặc một số người là người ta chỉ thích chơi cái cây bóng tán thấp thì người ta cắt một phát đến tận gốc này, nó lên lại mầm mới. Thì những cái cây mà đã khi mà nó đã bén rễ khỏe dưới đất này nhá, mà anh em cắt ấy, thì nó phát triển rất là nhanh anh em nhé. Nó đuổi kịp những cây kia là việc rất là đơn giản anh em ạ. Một số anh em là sợ là không dám cắt thì xin trả lời anh em là cắt vô tư, mà cắt nó phát triển rất là nhanh. Đấy. Nhưng mà anh em nên cắt vào cái dịp mà chẳng hạn thì nó chuẩn bị lên rất là nhiều lọc như đầu mùa xuân. Đấy, cắt rất là tuyệt vời nhá. Ở đây thì mình sẽ quấn thẳng vào cây. Mục đích này là mình sẽ làm cho cái cây này nó thấp xuống. Anh em nhớ là chú ý là vắt hết lá đi nhé. Cái lá này ấy, nó chẳng có tác dụng gì mấy nữa. Để lại chỉ một ít trên ngọn thôi. Vì
khi anh em quấn này, nếu đẻ ná thì quấn rất là khó, thậm chí quấn vào luôn cái mắt. Trong cái quá trình quấn này anh em để ý thỉnh thoảng một số này quay mắt thì cố gắng tránh nó đi. Anh em có thể là đơn giản mà. Nếu mà uốn thì anh em nên uốn vào cái hôm trời mát mẻ hoặc là tầm buổi chiều, đừng nên uốn vào buổi sáng vì lúc đấy cây nó đang hấp thu dinh dưỡng. Uốn nó rất dễ là gãy, nó giòn. Anh em chỉ cần tạo cơ bản như thế này thôi. Theo răng nong. Thế là anh em đã có một cây để mà mai sau thì cái phần chỗ này nó sẽ nên tán thấp và cái vòng uốn này nó sẽ to thân ra thì nó sẽ giáp vào nhau hoặc là nó gần chạm nhau, nhìn rất là hay, giống như con rắn mà đang cuốn ấy. Đây là răng nong, dáng cứ rất là cơ bản rồi. Răng nong nó rất nhiều cái dạng biến thể uốn. Mình thì mình đây mình cũng không dám nhận xét nhiều vì là rất là nhiều dáng. Cái đoạn này mình vặn là nó hơi bị quá tay, cảm giác là nó rất là căng. Mình phải lấy lỏng ra một tí. Thế là ok rồi anh em nhé. Anh em là có một cái cây mà tán nó thấp. Thì chúc anh em áp dụng phương pháp này thành công. Cái khu này là mình trồng xen canh cả đào lẫn mai, thì sau khi mình thu hoạch hết đào thì là cái mai nó lớn lên, thế là vừa thì chúng ta vừa có đào bán Tết và chúng ta sau đấy chúng ta sẽ có mai bán Tết, rất là tuyệt vời đấy. Cái này thì anh em không nên quấn là quá là mạnh tay anh em nhé, quấn nó nhẹ nhẹ thôi, như vừa nãy mình quấn ấy, rất là nhẹ nhàng. Nếu anh em mà quấn mà khi mà mạnh tay thì nó sẽ bị giòn và dễ gãy. Cái cây này thì khi mà quấn sát quá thì nó sẽ hay bị chảy ra. Mà trong cái trường hợp anh em quấn cây mà bị gãy nó là chuyện bình thường, cũng phải gãy nó cũng có nhiều bài học. Chứ mình làm ấy thì trong quá trình làm thì nó gãy rất là nhiều. Và bản thân thì không phải ai mà khi mà làm cây cũng biết làm nó đẹp ngay lập tức được, nó phải qua quá trình nó học, gọi là có kinh nghiệm rồi bị hỏng rất là nhiều thì mới thành công, có được những cây đẹp theo ý muốn của mình được. Chứ còn chẳng có ai mà tự nhiên cái mà vào cái uốn cây nó đẹp ngay được đâu nhá anh em nhá. Anh em mà có không may mà hỏng uốn hỏng một vài cây thì cũng đừng nản nhá. Đấy, chúng ta hãy làm lại những cây khác. Coi như đấy là một bài học phí đi. Còn cây mai ấy thì đến cái thời kỳ này, bây giờ hiện tại đang là tháng 9 dương lịch. Mà đang là âm thì đang là mùa thu rồi. Âm hay dương đều là mùa thu rồi. Thì cái thời tiết mùa thu này thì cây là không cần phải cho ăn đâu nha anh em nhá. Thời kỳ này không phải cho ăn cái gì cả. Kể cả đối với cây to, cây to là tất cả là chúng ta dừng rồi. Vì chúng ta bón phân ở những thời kỳ trước này nó đã rất nhiều dinh dưỡng rồi, nó không thể nào hấp thu hết được. Thời kỳ này thì một số cây mà khi chúng ta trồng trên chậu mà nó bị lá vàng ấy, thì cây mùa thu mà cây khô lá vàng là chuyện bình thường. Mùa thu mùa đông thường mùa thu nó đã bắt đầu vàng rồi, thế là chuyện bình thường, nhất là cây trên chậu. Còn đối với những cái cây mà ở dưới đất ấy, thì nó sẽ ít bị lá vàng hơn so với cây trên chậu. Và một thời gian nữa mà khi chúng ta để ý thì chúng ta có thể xử lý cani đối với những cái cây chơi hoa Tết năm nay, thì lúc đấy thì mình sẽ làm video để hướng dẫn anh em sau nhá. Anh em hãy nhớ mà đăng ký kênh và theo dõi mình đăng cái video lên để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Có những cái gì hay thì anh em chia sẻ, có những gì dở thì anh em hãy chỉ cho mình. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.